để kiểm tra đánh giá năng lực hoạt động thực tiễn, nhận thức, khả năng, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ đoàn trong khối. Sáng nay ngày 19 tháng 6, đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức vòng chung kết hội thi cán bộ đoàn giỏi năm 2024. Tham gia vòng chung kết có 12 thí sinh xuất sắc đã vượt qua vòng sơ khảo với hình thức thi trực tuyến. Tại vòng chung kết, các thí sinh cùng trải qua 4 phần thi gồm cán bộ đoàn trải nghiệm, cán bộ đoàn thông thái, cán bộ đoàn nhạy bén và cán bộ đoàn bản lĩnh. Với sự chuẩn bị đầu tư công phu kỹ lưỡng, các thí sinh đã hoàn thành xuất sắc các phần thi, thể hiện sự tự tin, kiến thức, bản lĩnh cùng khả năng lãnh đạo thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên. Qua đó hiến kế giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động đoàn và tham gia thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, nhất là ứng dụng chuyển đổi số, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác, học tập, lao động. Hội thi là sân chơi lành mạnh và cơ hội thuận lợi để cán bộ đoàn thuộc đoàn khối các cơ quan tỉnh giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh niên, thể hiện bản lĩnh, rèn luyện kỹ năng và khẳng định mình, xây dựng hình ảnh người cán bộ đoàn trong thời kỳ mới. Qua hội thi cũng nhằm kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực để tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo và bổ sung nguồn cán bộ đoàn chủ chốt.